Kính thưa quý vị, để có thể xây dựng được thương hiệu cho hạt gạo Việt Nam thì phải bắt đầu từ việc đầu tiên, đó chính là chọn giống lúa. Và việc sản xuất giống lúa phải đạt được nhiều yếu tố, nhiều tiêu chuẩn về chất lượng, về năng suất, về kiểu dáng sản phẩm, tăng cường tính kháng đa yếu tố, về thời tiết, về sâu bệnh, v.v. Việt Nam hiện nay có khoảng 102 giống lúa, nhưng phải nói là đa phần các giống lúa này chưa có tính đột phá và chất lượng thì chưa ổn định. Chưa kể đến việc quản lý giống lỏng lẻo đã khiến cho nhiều giống lúa dỏm đang tràn lan trên thị trường. Thằng Nhân Ba cà chớn, thằng Nhân Ba tào lao, chị dân của người ta, gây người ta, làm ăn gì gây người ta, chọt vô, không hay quá, không về làm ăn nhà ông đi. Thằng này làm ăn cho anh coi. Ôi, thì chưa bao giờ. Ủa, sao cái cửa này nhỏ xíu vậy? Chào Lý. Ai? Lý không nhớ ha? À, nhớ rồi. Hồi sáng tôi chửi ông một chập rồi ông tính vô đây. Trước là Lý xin lỗi Lý. Sau đó là bằng với Lý chuyện làm ăn đó mà. Tôi giờ không có cái gì làm ăn chân rồi. Thì bây giờ mới có lẹ. Đó, ngủ á. Là băng lúa giống. Băng lúa giống đó. Băng lúa giống. Đúng rồi. Trời đất ơi, cái ghê này nó dạ, nó nhằn dữ lắm. Không có cần mà bờ tốn sức mà chẳng có cần mà bỏ giống nữa. Bỏ có một hơi. Mà lì lê vô à, tao bạt, tao bung, tao đập, tao sâu luôn á. Đừng nổ, không có lỗ đâu, trời đất ơi. Cái đó là cái quan trọng là cái lúa giống nó có cái hiệu quả gì. Sẽ bán lúa gì. Thì người ta mới có lời ông nói lúa gì. Lúa giống mới chất lượng cao đó, trời ơi cao gấp mấy lần giống lúa thường đó. Chính lý là bán cái giống lúa này nè, cái giống lúa này nó có kháng thể tốt lắm, phục trị là trấn áp các loại gầy sâu đó, bị bệnh rồi nó qua hết luôn đó. Vậy là gầy sâu gì nó triệt hết? Nó triệt hết luôn, chống lại nó đánh luôn trần gian. Đúng rồi đó, muốn làm giàu không nhẹ lắm, mình chỉ đứng trung gian thôi, lấy giống lúa của tôi là băng lại cho người dân. Đi đứng trung gian thôi, bảo lắm là lời vô, phất cà. Ông đã nghe cũng có lý phải không? Lấy lúa giống còn, tôi mời, tôi giới thiệu cho bà con ở trong làng này mua hết, trong xóm mua hết. Đúng rồi. Rồi mà ông có làm cái gì, uy tín cái gì ở đâu, có nào để cho tôi sự tin tưởng không? Thì lo chẳng lề đó, mình phải có làm cái gì, ông làm ăn là phải có cái giấy tờ chưa đây nè. Lối không phải khoe cái lệ, đây là cái giấy chứng nhận nè. Lúa tốt đặc chủng của tôi đó. Trời ơi, cái lúc đó ghê lắm đó, Lị coi đi, bảo có làm với Lị luôn. Lị mà lưa cái gì ra đó, cho bà con người ta coi là ta bu lông lại với Lị luôn á. Ta bu sạch với Lị luôn. Giới thiệu loại lúa mới. Đó, giống lúa tốt à. Bảo đảm gạo đẹp ha, tốt nở ha, ngon à. Lị lấy cái gì? Cái cặp của Lít ra. Đây. Ai là giám đốc công ty này? Ba ngủ đó. Ba của ông? Đúng rồi. Sao ba ông tên gì thấy gớm vậy? Tên gì thấy gớm? Lý Đào Tẩu trong đầu. Còn ông tên gì? Lý Trung Chạy á. Đó, muốn làm giàu thì làm liền lia lẽ không thôi là không có kịp lo. Ông nói coi Lý. Từ hôm nay tôi như hôm tác giống buồn bạn lùa dâm.